Cho nên ở hôm qua Ivy cắt một rổ bự thiệt bự luôn. Cái Ivy nấu nấu canh hẹ cả nhà. Xong bây giờ còn dư nữa nè. Ăn có hết cả nhà. Ivy xin chào cả nhà. Rất vui được gặp cả nhà đã quay trở lại kênh của Ivy Cuộc Sống Mỹ. Trước hết thì Ivy cũng xin chúc cả nhà nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc nha cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Ivy chia sẻ với cả nhà một chút là về cây hẹ. Cây hẹ này cả nhà, rau hẹ này cả nhà. Đó. Cả nhà biết không? Cái rau hẹ mình ăn không có hết á. Mình dự trữ cả nhà, trữ đợi lâu lắm á, đợi cả năm luôn á cũng không có bị hư đâu cả nhà. Cho nên hôm nay Ivy chia sẻ với cả nhà biết để ở nhà mình trồng á, ăn không có hết á cả nhà. Cái mình đi dự trữ ở trong trong đá để dành ăn lần lần cả nhà. Đây là cái hệ Ivy cố tình để giữ lại để chia sẻ cả nhà nè, một năm rồi này cả nhà. Ivy bỏ trong đá này cứng ngắc luôn, một năm luôn. Vẫn còn xanh tươi này cả nhà. Ivy bỏ trong đá đó. Ăn thì mặc dù cái hẹ tươi thì ăn nó ngon hơn cái hẹ mà bỏ trong đá, nhưng mà nhiều quá cả nhà ăn không hết á, mình cất trong đá để dành ăn từ từ, dở hơn chút xíu cũng ăn thì nó dở hơn chút xíu, dở hơn cái hẹ tươi chút xíu, nhưng mà có vẫn ok cả nhà, good hơn dù sao cái rau của mình nó trồng ra nó sạch, mình ăn vẫn tốt sức khỏe hơn đến cả nhà. Bây giờ cả nhà theo Ivy chia sẻ cả nhà biết nha. Thì hẹ thì Ivy cắt ở ngoài vườn vô cả nhà, rửa sạch sẽ, đỡ thiệt là ráo luôn nha cả nhà. Đó, đỡ thiệt là ráo luôn. Xong rồi bây giờ cắt ra. Cắt ra chút cả nhà. Đỡ thiệt là ráo luôn nha cả nhà. Mình cất đông đá mình để ráo nó không bị đá, nó không bị đông nhiều cả nhà. Đó, cắt nhỏ nhỏ giống như mình làm dầu hành phi để phi để bỏ vô bánh bèo ăn cả nhà. Mình cắt mình làm cái cách này cả nhà, khi mình thích ăn bánh bèo hoặc là bánh hỏi rồi cả nhà lấy ra mình chế biến ăn vẫn thơm ngon cả nhà, mặc dù ít thơm hơn hẹ tươi chút xíu nhưng mà vẫn ok ngon cả nhà, không có dở lắm đâu. Ivy ăn sống không có hết á, Ivy cầm cách này nè để ông đá. Khi Ivy thích ăn bánh hỏi á, Ivy lấy ra rồi thắng dầu hành phi nóng xong rồi bỏ vô, người ta qua tao lại là nhắc xuống rồi cả nhà. Bánh bèo hỏi đó, Ivy cắt ra nhỏ nhỏ gì nè cả nhà. Hẹ nhà mình trồng rồi cả nhà, ăn đâu có hết đâu, nhiều lắm đó. Cây hẹ nó dễ sống cả nhà. Nhà Ivy đó, Ivy trồng có một lần rồi để ăn hoài luôn. Khi mùa đông thì nó chết, nó nằm đó, xong rồi cái mùa vô hết tuyết rồi á, vô mùa xuân đó cả nhà, cái nó nứt lên lại, trồng có một lần ăn hoài luôn cả nhà. Đó, cho nên ở hôm qua Ivy cắt một rổ bự thiệt bự luôn. Cái Ivy nấu nấu canh hẹ cả nhà,
xong bây giờ còn dư nữa nè, ăn có hết cả nhà. Mà giờ ở ngoài vườn thì nó đang nứt lên nữa cả nhà. Ăn không hết đâu, tại vì làm cách này dễ dàng, ăn từ từ. Cứ đi ra chợ mua cũng mắc lắm đó cả nhà, hệ ra chợ mua cũng mắc lắm đó. Thiệt là khô ráo luôn cả nhà, mình giữ nó lâu lắm á. Rồi xong rồi em sẽ bỏ vô trong cái bị như này cả nhà. Đó, bỏ vô trong bị như thế đây. IV cắt một ít thôi để chia sẻ cả nhà biết là IV còn cái phần còn lại IV sẽ cắt sau đó. IV bỏ vô bị như này cả nhà, xong rồi còn díp cái bị lại cho chặt lại luôn, không có thở đó, xong rồi để vậy nè, xong rồi bỏ đống đá cất thôi cả nhà đó, để vậy bỏ đống đá cất thôi, rất là dễ luôn, để ăn quanh năm luôn á cả nhà. Đó, IV để đông đá luôn nè, cả năm luôn cả nhà, không sao hết luôn á, vẫn còn xanh tươi luôn. Đi lấy ra nấu, mình lấy ra mình chế biến, mình thắng dầu phi dầu bỏ vô ở nhà vẫn còn xanh luôn, không có bị vàng. Đó, cả nhà cứ làm theo cách IV thử nha, để dành ăn. Chứ mà mình nhà mình trồng mà ăn không hết mà đi bỏ thì phí quá, buộc uổng quá cả nhà. Ok, bây giờ em đi chia sẻ đến đây. Cả nhà thích thì cả nhà và làm theo cách của IV để dự trữ trong đông đá để dành ăn quanh năm, rất là ngon luôn, không có bị hư đâu cả nhà, cứ để quanh năm vậy đó. Ok, IV cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem hết video của IV. IV xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.